Rồi bây giờ thì trong tay mình đây là cầm bánh dẻo bứt hạt nha mọi người. Để mình sẽ ăn cho mọi người xem. Ta-da! Tụi nó nghe nè. Ở Nha Trang, bánh trung thu nhà tôi được làm công thức độc quyền, hầu hết dùng bằng đường ăn kiêng, đi kèm với các loại hạt, nào là hạt dẻ, hạt hạnh nhân. Tôi nói đảm bảo cho những bạn ăn healthy như tôi hen. Bây giờ tôi sẽ bị bánh ra để xem phần nhân như thế nào nhé. Trời ơi, cầm cái bánh trên tay nó mùi thơm lẫn nha. Đó, mọi người thấy chưa, rất là ngon chưa kìa. À quên chứ, trong bánh còn có những hạt mứt li ti, chua chua và ngọt như là kiwi Việt Quốc nữa nè. Rất là ngon. Mọi người thấy tôi ăn không? Thấy thèm không? Hãy liên hệ đặt ngay nha. Xuất sắc á.